Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Đến với kênh của Sách Vlog. Hôm nay mình sẽ cho anh em thấy giá của con trâu vùng Tây Nguyên anh em nhé. Như anh em có thể thấy, con trâu ở trên vùng Tây Bắc giá nó rất là cao. Còn ở vùng Tây Nguyên xem giá nó như thế nào anh em nhé. Nào mời anh em cùng theo dõi video của mình nhé. Như các bạn đã thấy con trâu mẹ này, trâu cái này nhá, rất là to luôn anh em. Đó, mông tròn, sừng thì rất là dài luôn. Cái này ở trên Tây Bắc á, là nó rơi tầm cỡ là 85 đến 90 triệu một con trâu như thế này ở trên Tây Bắc. Còn ở vùng Tây Nguyên, đó các bạn thấy không, cái này nó rơi tầm khoảng là 60 hoặc 65 thôi các bạn. Ở đây con trâu nó rất là rẻ luôn. Đây, sừng nó to luôn anh em, giống đẹp, mập. Đó, chân ngắn. Con thứ hai, đây là con thứ hai của nó này. Đó. Con đực anh em nhé, rất là đẹp luôn anh em, mông tròn như các bạn có thể thấy, sừng nữa. Đấy, con này hơn một năm rồi các bạn, nó có cái vòng xoáy ở đây này. Đó, đây là cách chọn con trâu đẹp anh em ạ. Đây là mẹ của con trâu này này, sừng dài lắm. Con này nó rơi tầm khoảng là 20 đến 25 thôi các bạn. Đó, cái đuôi của nó rất là đẹp luôn anh em, màu trắng các bạn nhé. Đây là con trâu cái anh em. Con này, đẻ con này trước xong rồi đẻ con này. Đó anh em nhé, con trâu này cùng một giống luôn, nhìn rất là đẹp luôn anh em. Đó, cái này không có đuôi nhé, đất rồi. Đó anh em, đẹp lắm. Con này nó rơi tầm cỡ là 30 đến 35. Đó anh em nhé, mập. Ở đây cũng có vòng xoáy. Đó anh em, đây là cách chọn con trâu đẹp anh em ạ. Đầu tiên là các bạn phải nhìn cái ti của nó này. Đó, con trâu này có thể là nói là cái giống khác anh em, không như cái giống kia đâu. Giống con trâu kia là trâu sừng nó dài, còn cái này dài thì nó còng đấy anh em. Cái này nó hơi xấu một tí nhé anh em. Giá cả của con trâu này á, nó rơi tầm khoảng là 50 đến 55. Đó anh em ạ. Con này nó nhỏ hơn con kia. Đó, ở trên Tây Bắc con trâu này tầm khoảng 60 đến 70. Đó anh em, con này nó rơi tầm khoảng là 60 đến 65 thôi anh em nhé. À, 50 đến 55 chứ. Con này nè, con trâu này nó hơi cao mà hơi gầy, nó không có cỏ ấy. Cỏ mùa này hiếm lắm, đâu đâu người ta cũng làm rẫy hết rồi, không có chỗ nó chăn. Nhìn sừng nó dài không? Đó, đây nha, cái giống này nó đến từ Campuchia anh em nhé. Giống trâu nhỏ. Đây anh em, con trâu này nhỏ gấp 4 lần cái con trâu mình quay hồi nãy đấy. Nhìn con trâu như thế, con trâu này như thế này thôi, nó đẻ được một đứa con rồi. Con của nó cái kìa anh em. Đó,
Rồi nhìn thấy không? Đó. Sâu như nó luôn. Giống đến từ Campuchia. Cây giá của trâu này á, hiện tại á, thì mình không biết. Chắc nó rơi tầm cỡ là 20 đến 25 thôi. Còn trâu Campuchia rẻ mà. Ê, con trâu này anh em. Con trâu này đến từ từ Bình Phước. Đó anh em. Giống của nó đến từ Bình Phước. Mẹ của nó đợt trước là người ta bán rồi, còn con này giống trâu Việt Nam mình nhé. Con này nó cũng đẹp anh em. Đó. Mà loại giống trâu nhỏ. Đó. Này loại trâu nhỏ anh em nhé. Đây là mình không nói rồi. Đó anh em. Đây cũng là trâu Việt Nam mình. To như gì ấy. Cái này rơi tầm cỡ 60 đến 65 triệu. Đó. Nãy mình quay cho các bạn xem rồi đó. Rất là to luôn, bự. Đó anh em. Sừng dài lắm. 2 mét. Phải tạm dừng video tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn muốn mua trâu liên hệ với số điện thoại mình có ghi ở trong mô tả anh em nhé. Anh em có xem ở đó, nếu thích con trâu nào á thì cứ liên hệ mình nhé anh em nhé. Bye bye.